Xin chào quý vị và các bạn đang quan sát. Đây là chiếc xe Toyota Vios số tự động bản 1.5G. Đây là phiên bản cao cấp nhất. Chiếc xe này thì đã có khách hàng đặt trước và khách hàng đã yêu cầu độ thêm một số đồ kiện, ví dụ như camera lùi, màn hình DVD, gắn kính cách nhiệt, bảo hành 10 năm, mi che mưa ở cửa này. Đây là phiên bản Vios G màu bạc với giá bán niêm yết là 622 triệu đồng tại Toyota Thăng Long. Trong thời điểm này thì khách hàng mua xe có thể được khuyến mại lên đến 80 triệu đồng. Chúng ta cùng quan sát nội thất của chiếc xe sau khi đã được độ thêm một số đồ chơi. Nguyên bản của xe thì chúng ta đã có sẵn ghế da, tuy nhiên thì mới là đầu CD thôi. Chiếc xe này đã được độ thêm đầu DVD. Đây là loại đầu DVD của Denso, đầu nhập từ Nhật, rất là chất lượng. Giá bán trọn bộ cho đầu DVD và camera lùi tại Toyota Thăng Long là 9 triệu 500 ngàn đồng một bộ, bảo hành 12 tháng một đổi một. Con này chụp ảnh ấy không đẹp nhưng mà quay đẹp. Hàng ghế sau của Vios các bạn thấy rất là rộng rãi, sàn phẳng, trần cao và có cả đủ 3 tựa đầu cho 3 hàng ghế. Có kệ tì tay, khay để cốc. Khoảng đầu gối, khoảng cách đầu gối của Vios rất là lớn, kể cả khách hàng có chiều cao tầm từ 1m70 trở lên cũng không cảm thấy khó khăn và vướng khi mà ngồi hàng ghế sau. Xin cảm ơn quý vị các bạn.